Sau tất cả, La Tấn, Đường Yên đã chịu công khai tình cảm. Tin đồn La Tấn và Đường Yên hẹn hò đã xuất hiện từ lâu nhưng cả hai vẫn chưa hề lên tiếng thừa nhận. Thậm chí, hồi tháng 3 vừa qua, Phong Hành còn công bố nhiều hình ảnh cho thấy Đường Yên và La Tấn đã qua đêm với nhau. Trước những tin đồn ngày càng nhiều của cư dân mạng cũng như thắc mắc của báo giới, Đường Yên với La Tấn vẫn chọn cách im lặng. Hôm nay, nhân ngày công chúa Đường Yên tròn 33 tuổi, La Tấn đặc biệt đăng tải bức ảnh lên trang cá nhân cùng dòng trạng thái vô cùng ngọt ngào. Bờ vai này của anh mãi mãi để em dựa vào. Sinh nhật vui vẻ nhé em yêu. Và sau đó Đường Yên đã chia sẻ lại với dòng trạng thái duyên đến là anh. Điều đặc biệt ở đây đó là bức ảnh La Tấn đăng tải thực chất chỉ là một tấm ảnh ghép khi hai người còn bé. Chính bức ảnh có tâm và lời chúc này của La Tấn đã khiến cư dân mạng gần như bùng nổ khi cuối cùng cả hai đã chính thức thừa nhận tình yêu. Phía đại diện của La Tấn cũng đăng thông cáo chính thức thừa nhận mối quan hệ tình yêu của hai người. Nhiều fan hâm mộ đã đồng loạt gửi lời chúc mừng tới cặp đôi. Tin đồn La Tấn và Đường Yên hẹn hò nổ lên từ tháng 7 năm 2015, khi cả hai bị đồn đã bí mật kết hôn, sau đó đại diện phía La Tấn đã phủ nhận tin đồn. Tiếp đến hồi tháng 4 năm nay lại có tin Đường Yên và La Tấn đã qua đêm cùng nhau. Đường Yên và La Tấn đang tham gia diễn xuất chung trong Cẩm Tú Vị Ương.